Sinh năm 1988 ở khu tự trị Tân Cương, Vu Mông Lung tốt nghiệp Học viện Đào tạo Nghệ thuật Biểu diễn Bắc Kinh năm 2010. Nhắc đến Vu Mông Lung, rất nhiều người nhớ ngay đến cụm từ Nam thần cổ trang. Năm 2010, anh làm đạo diễn MV cho ca khúc 61 giây của Đinh Sảng. Năm 2013, Vu Mông Lung thử khai thác tiềm năng bản thân trong lĩnh vực khác, tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Super Boy do đài truyền hình Hồ Nam tổ chức, lọt vào top 10 toàn quốc. Từ đó anh chính thức gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ. Vì không có nền tảng về diễn xuất, nhận vai diễn đầu tiên Vu Mông Lung rất căng thẳng, còn không nhớ được lời thoại. Sau đó anh thường xuyên đi thử vai, tích lũy kinh nghiệm bằng những vai diễn nhỏ, rồi dần dần phát hiện ra sự thú vị của diễn xuất. Tôi luôn tự an ủi mình cố gắng lên, đừng bỏ cuộc và biết đâu có ngày sẽ có cơ hội tốt hơn. Năm 2015, Vu Mông Lung đóng phim cổ trang đầu tiên Thái Tử Phi thăng chức ký. Vóc dáng thư sinh và hơi gầy, nhưng anh mặc trang phục cổ trang lại rất phù hợp. Là phim truyền hình có kinh phí thấp nên điều kiện quay phim tương đối khó khăn, song cả đoàn phim đều rất tận tâm với vai trò của mình. Bản thân Vu Mông Lung rất vui vì lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng rằng mình đã thực sự nhập tâm vào tâm trạng của nhân vật. Khi phát sóng, Thái Tử Phi thăng chức ký nhận được phản ứng rất tốt của khán giả, giúp cho anh tự tin hơn trong diễn xuất. Thừa thắng xông lên năm 2017, sau khi bộ phim truyền hình Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa thành công vang dội, Vu Mông Lung cũng trở thành tên tuổi quen thuộc với khán giả. Tiếp đó anh được yêu thích với các vai diễn như Mộ Vân trong phim Hiên Viên Kiếm Chi Hán Chi Vân, Trình Thiên Ân trong Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương, Hứa Tiên trong Tân Bảnh Nương Tử Truyền Kỳ. Năm 2020 này, Vu Mông Lung chính thức thoát kiếp nam phụ, trở thành nam chính cảnh từ trong phim Lưỡng Kiếp Nhân Duyên. Quá trình đóng phim vô cùng vất vả, thậm chí anh còn bị đạo cụ làm trúng vào mắt. Tuy bị chấn thương khá nặng nhưng anh chỉ ở bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày đã trở lại đoàn phim, cố nhịn đau tiếp tục hoàn thành vai diễn. Vì vết khâu ở khóe mắt được bác sĩ yêu cầu cố gắng không vận động và biểu cảm quá nhiều, nên một số phân đoạn Vu Mông Lung bị cư dân mạng chê là diễn đơ, diễn không cảm xúc. Anh chia sẻ trên trang cá nhân, mọi người yên tâm, mắt không để lại di chứng, hơn nữa mọi người đều quan tâm chăm sóc tôi, tìm đủ mọi cách giúp tôi, rất tận tâm tận lực. Đoàn làm phim giống như một đại gia đình ấm cúng, vì thế rất mong mọi người ủng hộ Lưỡng Kiếp Nhân Duyên. Diễn xuất của tôi quả thực chưa tốt lắm, sau này còn phải tiếp tục nỗ lực cố gắng. Trong 10 bộ phim truyền hình có sự tham gia diễn xuất của Vu Mông Lung thì đã có hơn phân nửa là phim cổ trang. Với tiếng vang của những bộ phim cổ trang đã mang đến cho anh một vị thế nhất định trên màn ảnh. Nhưng cũng có người lo lắng hình tượng nam thần cổ trang của Vu Mông Lung quá khắc sâu vào lòng khán giả sẽ hạn chế con đường diễn xuất của anh. Bản thân Vu Mông Lung cũng thẳng thắn thừa nhận lúc vừa bắt đầu anh có hơi lo lắng. Mãi đến sau này, khi đã nhận đóng phim hiện đại, anh cũng nhìn thấy một con người khác của mình. Đối với biểu tượng đính trên người, Vu Mông Lung cho rằng những biểu tượng này là một sự công nhận mọi người dành cho anh. Biểu tượng tốt phải duy trì, phải tiến bộ nhiều hơn nữa để mọi người nhìn thấy, biểu tượng xấu phải loại bỏ. Vu Mông Lung có nhận thức rất rõ ràng đối với bản thân, trong mắt anh diễn viên là một nghề đầy thú vị, vì có thể đóng vai những người khác nhau và trải nghiệm những cuộc đời khác nhau. Sự công nhận của đạo diễn và khán giả mang đến cho anh cảm giác hạnh phúc của người diễn viên. Trong tương lai, anh muốn thử đóng vai sát thủ biến thái để tìm sự đột phá trong diễn xuất. Chỉ trong nháy mắt tôi đã là một diễn viên được gần 10 năm. Nếu nói ban đầu đóng phim là cách để kiếm sống thì chính vì sự động viên của mọi người đã thúc đẩy tôi có niềm tin vào nghề, Vu Mông Lung chia sẻ. Khi anh tham gia cuộc thi Super Boy, ba mẹ còn cảm thấy xấu hổ vì nghĩ anh là người hướng nội và thật vụng về khi biểu diễn trước nhiều khán giả. Họ sợ khi xem tôi trên TV trong vài năm đầu, nhưng sau này thì ba mẹ xem rất kỹ từng phim tôi đóng và còn đưa ra những nhận xét đánh giá. Anh cũng thường ngồi xem phim cùng ba mẹ để xem chỗ nào mình không làm tốt, chỗ nào đã làm tốt, chỗ nào có thể cải thiện được và luôn nhắc nhở bản thân về những khát vọng cao cả mà anh theo đuổi. Trong Vu Mông Lung thì chuyên nghiệp và nghiêm túc là không ngừng nâng cao năng lực bản thân. Anh nói bản thân phải chăm chỉ học tập, cố gắng làm tốt hơn nữa. Nếu bạn muốn đạt được thành công lớn, bạn vẫn cần phải trau dồi kỹ năng diễn xuất và khả năng của mình. Nếu bạn làm tốt công việc của mình, khán giả sẽ nhận ra vai trò của bạn, theo dõi bạn và bàn luận về bạn, thì cơ hội thành công của bạn đương nhiên sẽ rất lớn. Nhưng với tôi, khả năng hiện tại vẫn chưa đủ để bùng nổ. Trên con đường hướng đến diễn viên có thực lực, Vu Mông Lung còn ước mơ trở thành đạo diễn. Trong thực tế, anh từng là một đạo diễn MV và cực kỳ thích đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Khi ở đoàn phim, anh thường chủ động học hỏi từ đạo diễn, như ngồi phía sau bí mật quan sát cách họ chỉ đạo âm thanh, ánh sáng diễn xuất. Ngoài nghệ thuật, Vu Mông Lung tích cực tham gia hoạt động phúc lợi công cộng, động viên các fan làm những việc có ích cho xã hội. Trong nhịp độ cuộc sống nhanh hiện nay, thế hệ trẻ nên học cách tự chủ, không được làm mất đi bản thân và hãy nắm chắc lý tưởng, chủ động đảm nhận trách nhiệm xã hội, không ngại khó khăn.